Nói tới chúa tể những chiếc nhẫn, ngoài chúa tể bóng tối, các pháp sư của Trung Địa, người Hobbit thì còn một thứ nổi trội nữa mà ai cũng sẽ nghĩ tới khi nhắc tới thế giới này, đó chính là tiên tộc. Tiên tộc là chủng loại ưu việt nhất trong thế giới này khi sở hữu rất nhiều các ưu điểm vượt trội hơn hẳn các chủng loại khác cùng sinh sống tại lục địa Trung Địa. Nhắc tới họ thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới sự bất tử, thông thái, giỏi chiến đấu, ngoại hình hết sức đẹp đẽ và một đội quân hùng hậu tinh anh bậc nhất thế giới. Tuy nhiên thì đó lại chưa phải là tất cả những điều về tiên tộc, có nhiều điều về họ mà gần như chúng ta không hề biết tới khi đa phần người xem chúa nhẫn lại chủ yếu tới từ khán giả xem phim của Peter Jackson mà thôi. Video này, mình sẽ tiết lộ thêm nhiều thông tin về tiên tộc để mọi người có thể hiểu rõ được cách vận hành của họ trong thế giới này ra sao và sẽ có cái nhìn khách quan và toàn vẹn nhất về chủng loại ưu việt này. Cùng bắt đầu thôi nào! Đầu tiên, hãy cùng nói về sự bất tử của tiên tộc trong thế giới chúa nhẫn. Tiên tộc có khả năng bất tử, có nghĩa là họ sẽ không bao giờ chết, họ sẽ trường tồn cùng với thế giới này. Điều này là mặc định với họ từ khi được sinh ra. Tuy nhiên thì sự bất tử này chỉ còn trên danh nghĩa giấy tờ mà thôi. Có nghĩa là nó là ý muốn của Thượng Đế Eru khi sinh ra họ, nhưng thực tế họ lại không được đúng như vậy. Hiện thực của thời điểm tiên tộc được sinh ra là thời điểm thế giới đã bị méo mó, biến đổi một cách nặng nề và trầm trọng bởi bàn tay của chúa tể bóng tối Melkor, nên họ đã không còn giữ được khả năng bất tử này nữa. Các vị Vala đã cố gắng cứu vãn điều này bằng việc đưa tiên tộc về Valinor. Dưới sự bảo hộ của các vị thần thì tiên tộc sẽ lại có khả năng bất tử đúng nghĩa của mình. Nhưng đây suy cho cùng vẫn là một sự gượng ép vượt quyền một cách tự ý của các vị thần, mặc dù nó có ý tốt. Điều này cũng có nghĩa là những tiên tộc vẫn còn ở lại Trung Địa hay là về lại Trung Địa thì họ cũng đã không còn khả năng bất tử được nữa rồi. Nhưng chúng ta vẫn thấy tiên tộc sống hàng nghìn năm mà chả làm sao cả, thì đây là do sự lão hóa của tiên tộc là cực kỳ chậm. Họ vẫn sống được 4-5 nghìn năm là điều hết sức bình thường, nhưng nếu vẫn cứ ở lì Trung Địa thì chắc chắn là họ cũng sẽ chết mà thôi. Đây chính là lý do tại sao cái kết của tiên tộc tại Trung Địa sẽ luôn là khi hoàn thành xong thứ mà họ muốn thì họ sẽ chọn đi tới Cảng Xám để trở về Valinor. Các tiên rừng họ coi Trung Địa là nhà thì họ vẫn sẽ ở lại và lựa chọn cái chết mà thôi. Nên chúng ta sẽ có khái niệm bất tử trọn vẹn và bất tử không trọn vẹn. Nó sẽ ám chỉ tiên tộc ở Valinor và tiên tộc ở lại Trung Địa. Nói là bất tử nhưng chúng ta vẫn thấy tiên tộc thiệt mạng như thường, thì nếu bị tác động mang tính sát thương vào thân thể thì thân thể mới chính là thứ không trọn vẹn này. Thứ bất tử hoàn toàn sẽ chính là linh hồn của họ. Tiên tộc khác với loài người ở chỗ là nếu khi chết thì linh hồn loài người sẽ rời khỏi thế giới mãi mãi, nhưng với tiên tộc thì linh hồn của họ sẽ được giữ lại tại sảnh của Mandos, một nơi lưu trữ linh hồn của Vala Mandos tại Valinor. Các linh hồn tiên tộc tại đây sẽ được thanh lọc lại cơ thể, lọc bỏ các ký ức đau thương nhưng vẫn giữ lại các ký ức tươi đẹp. Nói chung là họ vẫn sẽ biết rõ mình là ai, sau đó sẽ được tái sinh quay trở lại. Thời gian tái sinh sẽ tùy thuộc vào việc người đó chấp nhận từ bỏ các đau thương tới lúc nào. Tuy nhiên thì điều này sẽ không quá 1.000 năm và sẽ không áp dụng với các tiên tộc chịu hình phạt của Mandos. Trường hợp này sẽ có cách xử lý riêng. Tiên tộc thì cũng được chia ra làm nhiều loại tiên tộc. Đây là đặc sản chung của thế giới này rồi. Loài người thì có người Numenor, người Dumedai, người phương Bắc, người phương Nam. Orc Troll cũng được chia ra làm đủ các thể loại và tất nhiên là tiên tộc cũng sẽ vậy. Trong thế giới chúa nhẫn sẽ có 3 dòng tiên chính là Vanya với đặc điểm là tóc vàng, cực kỳ thông thái. Dòng tiên này ít xuất hiện nhất vì tất cả họ đều sống cùng với các vị thần và chả bao giờ quan tâm thế sự cả. Dòng tiên thứ hai là Noldor, dòng tiên phổ biến nhất với đặc điểm là tóc màu đen. Họ cực kỳ giỏi chế tác và là tiêu điểm chính của thế giới này. Kỳ thứ nhất ra đường là thấy Noldor, nhưng tới kỳ thứ 3 thì tiên Noldor chỉ còn ở Rivendell mà thôi. Đánh nhau nhiều quá, trầm cảm về Valinor hết cả rồi. Dòng tiên thứ ba là Teri, họ có tóc màu bạc và đam mê đóng tàu. Đây cũng là dòng tiên lằng ngoằng nhất vì bị chia ra làm nhiều nhánh tiên nhỏ hơn. Các tiên Teri về Valinor thì vẫn sẽ được gọi là tiên Teri. Còn tiên Teri ở Trung Địa thì chúng ta chỉ nên quan tâm tới hai dòng tiên chính, đó là tiên rừng, những người đã không vượt qua được dãy núi sương mù, và tiên Sindar, những tiên Teri đã vượt qua được dãy núi sương mù nhưng vì nhiều lý do mà họ đã ở lại Trung Địa mà không sang Valinor nữa. Và mỗi dòng tiên lại có sự hiểu biết, thông thái, khôn ngoan, khả năng chiến đấu là rất khác nhau và nó cực kỳ chênh lệch do mỗi dòng tiên lại chọn một hướng để phát triển. Tiên Vanya ham học hỏi kiến thức, Teri mê đóng tàu yêu rừng cây, còn Noldor thì đam mê chế tác. Nói về khả năng chiến đấu, ngoài thiên phú của mỗi người ra sao thì nó còn dựa vào thân phận và các kỹ năng học được từ ai, hầu hết nó tới từ sự chỉ dạy của các vị thần. Điều này có nghĩa là các tiên tộc ở Valinor sẽ cực kỳ mạnh mẽ, mạnh cả về chiến đấu và quyền năng, nhưng các tiên tộc ở lại Trung Địa như ở Sindar hay tiên rừng thì lại không có được điều đó, nên đương nhiên là khả năng của họ sẽ rất hạn chế.
Kể cả các thế hệ được sinh ra và lớn lên tại Trung Địa nhưng lại chung sống cùng với các thượng tiên từ Vanino thì họ vẫn sẽ được kế thừa những khả năng này. Ta sẽ lấy ví dụ về thế hệ được sinh ra sau tại Trung Địa là Elrond thuộc tiên Noldor và Tharin thuộc tiên Sindar, thì Tharin sẽ không thể nào thắng được Elrond trong một kèo đấu tay đôi cả. Nhưng mình không bàn tới khả năng quân sự nhé, vì vương quốc đất rừng lớn hơn Rivendell rất là nhiều. Chưa kể việc các tiên tộc sinh sau sẽ không thể nào có được khả năng chiến đấu mạnh mẽ như thế hệ tiền bối trước được. Đây là một sự thụt lùi điển hình của tiên tộc, trái với loài người, khi họ càng về sau thì càng mạnh. Thế nên, nhẫn nhiêm Legolas sẽ không thể nào mang ra so sánh với bất kỳ một ai của thời đại cũ được. Vấn đề gây hiểu lầm tới từ các bộ phim tự vẽ ra và chúng ta vô tình một cách cố ý coi đó chính là khả năng thật sự của họ. Về ngoại hình, trong tưởng tượng của chúng ta thì tiên tộc luôn đẹp đẽ với phong thái đĩnh đạc, nói chung là đẹp dạng người nhất có thể. Tuy nhiên thì nó sẽ đúng nếu như người đó chịu ở yên một chỗ và không quan tâm sự đời. Bản thân trong phim The Hobbit thì bộ phim cũng cho thấy bộ mặt thật sự của Tharin là như thế nào, mặc dù đó cũng chỉ là tin vịt của phim mà thôi, nhưng nó lại đang miêu tả đúng hiện thực của tiên tộc. Hầu hết các thượng tiên ở kỳ thứ nhất thường xuyên có nhiều các vết tích do chiến trận, mặt vài vết chém, người toàn sẹo, thậm chí là khuyến khích cả vài bộ phận trên cơ thể, đó là chuyện hết sức bình thường. Còn nếu nói rằng những bản chất từ khi sinh ra thì họ vẫn hoàn hảo, thì điều này vẫn là nhầm to. Ví dụ điển hình nhất là Sagan, thủ lĩnh ngôi nhà đàn hà của Gondolin. Hắn được miêu tả là khá béo và có tính cách có phần nhu nhát. Tuy nhiên thì tiên tộc lại cao hơn con người rất là nhiều. Chiều cao trung bình của họ là 2m2 đối với nam và 1m9 đối với nữ. Thậm chí có những tiên tộc cao tới 2m4 như là Thorgon, Aragorn hay là vua Thingol. Và điều này thì rất khó thể hiện được ở trên phim. Nói về quyền năng, hầu hết chúng ta đều lầm tưởng rằng tiên tộc sẽ có phép thuật ngay từ đầu. Đây là một sai lầm lớn. Tiên tộc chỉ khác loài người ở khả năng thiên bẩm như là bất tử, miễn bệnh dịch và có ngoại hình có một chút khác biệt về một vài bộ phận. Còn các kỹ năng bên ngoài thì đều là tự học hỏi mới có. Quyền năng sẽ tồn tại ở những tiên tộc được tiếp cận các vị thần. Họ sẽ có thể học hỏi và tiếp thu. Khả năng tới đâu là do sự học hỏi của họ và mỗi người một kỹ năng khác nhau. Điều này sẽ có ở các thượng tiên Noldor từ Vainor trở về Trung Địa và một vài nhân vật nhất định của tiên Sindar tại Doria. Do nữ hoàng của Doria là một vị thần, tất nhiên là hậu duệ của họ cũng sẽ được thừa kế phần nào. Chúng ta cũng nghĩ rằng những tiên tộc có phép thuật thì sẽ đánh nhau bằng quyền năng rất là ghê, thì cũng không hẳn là vậy. Tiên tộc được học hỏi quyền năng không dành cho mục đích chiến tranh, vì thời điểm họ được học hỏi các quyền năng thì vẫn là thời kỳ bình yên. Những thứ mà họ học được đa phần là các kỹ năng của chế tác, tạo ra các bảo vật quyền năng, khả năng chữa bệnh, cường hóa sinh lực. Tại Doria thì có thêm các quyền năng phòng thủ từ Merian. Vài tiên tộc có thể lợi dụng các thế mạnh riêng của quyền năng để áp dụng vào trong chiến đấu, nhưng cơ bản họ vẫn sẽ phải chiến đấu bằng sức lực như bình thường, vì nếu quyền năng là có sẵn và nhiều tới vậy thì họ đã rèn gậy phép rồi chứ không phải là rèn kiếm. Những điểm khác thường của tiên tộc. Mặt bằng chung thì tiên tộc vẫn sẽ như nhau, nhưng vẫn sẽ có vài tiên tộc khác lạ hẳn so với bình thường mà chúng ta chưa chắc đã biết. Có thể kể tới như màu tóc. Ngoài ba màu tóc chủ đạo là đen, vàng, bạc da thì vẫn còn thêm nhiều các màu tóc lạ thường khác, như màu tóc đỏ của gia tộc Fëanor, nó chỉ có ở vài người mà thôi, hay là màu tóc vàng của gia tộc Finarfin thuộc tiên Noldor, do họ là những đứa còn lại. Tiên tộc vẫn có râu, sẽ có một vài tiên tộc đạt tới độ già nhất định trong vòng đời của họ thì họ sẽ có lông quanh mồm như lãnh chúa Kildan ở Cảng Xám hay là Ma-than, sư phụ của Fëanor. Tiên tộc được hồi sinh. Chúng ta biết rõ điều này nhưng lại gặp rất ít người có thể hồi sinh. Điều này là do tiên tộc khi được hồi sinh, họ đã từ bỏ hận thù nên sẽ không trở lại Trung Địa nữa, nên chúng ta sẽ không thấy họ hiện hữu. Vua của tiên tộc ở Valinor sẽ luôn có 3 vị vua của 3 dòng tiên chính tại đó. Còn ở Trung Địa thì đơn giản là ai đủ lực xây dựng một vương quốc thì người đó sẽ là vua. Tuy nhiên thì có 2 vị vua quyền lực nhất tại Trung Địa, đó là hai King Noldor và vua của tiên Sindar. Với hai King Noldor thì được truyền tới 4 đời và vua Sindar thì được truyền 2 đời. Hai King Noldor được sinh ra là vì tiên Noldor có nhiều vị vua và lãnh chúa cùng tồn tại ở Trung Địa như Finrod ở Nargothrond, Thorgon ở Gondolin, Maedhros ở Himrin hay là Fingon ở Hithlum, nên họ sẽ dùng quyền thừa kế của vua Vinwë tại Valinor trở thành hai King. Còn tiên Sindar thì chỉ có một vương quốc Doria mà thôi. Mặc dù các lãnh chúa xung quanh vẫn coi Thingol là vua chung, nhưng chưa đủ sự đa dạng về lãnh địa và tư tưởng để có hai King Sindar. Còn vương quốc đất rừng của Tharin cũng không được tính là kế thừa từ Doria được, vì không phải là người hoàng tộc Doria, và đây cũng là cộng đồng tiên rừng chứ không phải là cộng đồng tiên Sindar.
Đó là những chia sẻ của mình về tiên tộc để các bạn có thể nắm rõ các kiến thức về họ. Bạn thích điều gì từ họ nhất? Hãy chia sẻ dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.